Có lẽ ở đây tất cả chúng ta đều đã từng là học sinh, và ở cái tuổi hoa niên dưới mái trường ấy, mỗi chúng ta đều đã ước mơ rất nhiều về tương lai của chính mình. Và trong đó ắt hẳn sẽ có những đam mê với cái nghề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc đến, đó là nghề vẽ vang nhất. Tuy không có tên tuổi trên báo, không được nhận huân chương, song họ là những anh hùng. Nghề mà tôi muốn nhắc đến là nghề dạy học, thưa các bạn. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn mang đến cho các bạn một câu chuyện cổ tích giữa đời về một cô học trò khiếm thị đã không chùn bước trước số phận, đã cố gắng chiến thắng hoàn cảnh và chinh phục con đường đến với nghề dạy học mà em đam mê. Các bạn hãy cùng tôi theo dõi câu chuyện ấy. Câu chuyện về nữ sinh Giang Vân Như, sinh viên khóa 45 khoa ngữ văn, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi chào đời, Như đã mang trong mình căn bệnh cướp đi phần lớn thị lực của em. Căn bệnh ấy khiến cho mọi sinh hoạt thường ngày của Như đều gặp khó khăn, từ việc học tập đến việc nhà. Thế nhưng đối với Như, những khó khăn ấy không làm em buông xuôi. Trái lại, nó tạo thêm động lực cho em phấn đấu học tập và đạt được những thành tích vẻ vang. Trong 12 năm học phổ thông, Như chỉ học trường chuyên biệt đúng năm lớp 1, còn lại đều sinh hoạt trong môi trường hòa nhập như các bạn sáng mắt đồng trang lứa. Vì em biết rằng mình chỉ yếu thị lực, em vẫn còn may mắn hơn các bạn học sinh khuyết tật khác. Và cũng trong 12 năm ấy, em đã xuất sắc có được 2 huy chương vàng môn văn kỳ thi Olympic tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh năm lớp 10 và 11, giải nhất môn văn kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, học sinh xuất sắc nhất toàn trường với điểm trung bình 9,1. Những thành tích ấy đến từ một nữ sinh và từ một người khiếm thị, khiến cho tôi và có lẽ các bạn ở đây nữa đều phải khâm phục. Đặc biệt, từ khi còn là học sinh cấp 3 ở trường Nguyễn An Ninh, Vân Như đã có một khát khao rất đẹp, đó là trở thành một giáo viên. Những ngày tháng đến lớp, Như mong muốn được như cô giáo của mình, đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Nguồn cảm hứng đến từ người cô của Như đã thôi thúc em nỗ lực học tập, và em cũng phải đối diện với nhiều gian nan đến từ khiếm khuyết ở đôi mắt của bản thân. Trong mọi lúc em học bài, đọc sách, chiếc kính lúp nhỏ luôn là vật bất ly thân của em. Mỗi lần dùng kính lúp, em luôn phải đọc rất sát trang giấy. Còn khi em muốn ghi chép, điều đó lại khó khăn hơn nữa. Em phải viết trên những quyển vở khổng lồ, nặng nề, khiến cho chiếc cặp đi học bao giờ cũng nặng hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Điều hạnh phúc của Như chính là trong những năm cấp 3, em luôn nhận được sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, vì mọi người đều cảm động trước nghị lực vươn lên phi thường của em trong học tập để đạt được ước mơ đến với nghề giáo. Nói về nghề giáo, đó là nghề mang sứ mệnh truyền cảm hứng cho học sinh. Thầy cô, bằng những cái tâm của mình, luôn nâng cánh ước mơ cho các em trên con đường phía trước. Và thật hạnh phúc đối với những người thầy, người cô khi học sinh của mình đã được truyền cảm hứng đến với chính nghề dạy học như một sự tiếp nối thế hệ nhà giáo đi trước. Đây chính là trường hợp của em Giang Vân Như. Sau bao nhiêu cố gắng ở 12 năm vất vả đèn sách, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đã đến với Như. Đây chính là cơ hội lớn nhất để em theo đuổi ước mơ của mình. Và đã không phụ đi sự kỳ vọng của gia đình, nhà trường, không phụ đi khao khát của chính mình, cô nữ sinh khiếm thị đã trở thành tân sinh viên khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Ở đại học, Như đã tìm thấy một môi trường học tập mới, đã hòa nhập tốt với bạn bè mới, thầy cô mới. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và các thầy cô, bạn bè sẽ chắp cánh cho Như để thực hiện ước mơ của cuộc đời mình, ước mơ trở thành cô giáo. Chúng tôi, những người làm chương trình, từ câu chuyện đẹp, xúc động và đầy cảm hứng của Giang Vân Như, xin gửi đến những cô giáo tương lai cũng như tất cả các bạn sinh viên sư phạm một lời chúc. Chúc các bạn luôn giữ lấy ngọn lửa đam mê với bục giảng, tình yêu nghề dạy học, một nghề rất đỗi cao quý.